Chào mừng quý vị đến với Leiden Vlogs USA. Hôm nay mình xin mời quý vị cùng vợ chồng mình đi giật bắn súng nha. Điểm đến của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một gun range. Đó là một cái vùng đất rất rộng mà người chủ họ sẽ mở cửa cho những người đến tập bắn trên bia. Và mỗi một người khách đến tập bắn thì sẽ trả $20. Cái chỗ này sẽ mở cửa từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều. Và khi mình trả tiền thì mình có thể ở từ giờ mở cửa cho đến giờ đóng cửa cũng được. Chỗ cái bảng đỏ đỏ đó quý vị đó, bây giờ mình quẹo vào nha. Quý vị thấy cái bảng cái chữ Rifle and Pistol Range, tức là chỗ này cho vợt bắn súng trường và súng ngắn luôn, hai loại. Thì hôm nay hai vợ chồng mình sẽ vợt bắn cả súng trường, súng ngắn và shotgun luôn nha quý vị. Đầu tiên mình sẽ vợt bắn súng trường nha. Ở đây thì mọi người nên đeo cái headband, tức là một cái để che hai cái lỗ tai lại đó, và đeo mắt kính để tránh đạn văng vào trong mắt. Cây súng này là dùng để bắn cách xa cho nên nó có cái nòng ngắm. Thì mình nhìn vào trong cái nòng ngắm đó để mình nhắm bắn cái mục tiêu. Khoảng cách bắn là 100 yard, tức là gần mồi, là hơn 90 mét. Tên của loại súng trường này là AR-15, có tiếng Việt là AR-15. Bây giờ đến ông xã mình vợt bắn. Quý vị có thấy ông xã mình mới gắn cái clip đạn vô không? Thì một cái clip đạn đó chứa được 10 viên đạn ở trong đó. Đây là luật ở tiểu bang California giới hạn cái số đạn ở trong một cái clip. Theo mình biết những tiểu bang khác thì không có giới hạn như California. Ông xã mình thì không đeo cái headband như mình, mà ông xã mình dùng cái earmuff, nghĩa là một cái cục bằng mút á, nhét vào bên trong hai cái lỗ tai để che bớt tiếng ồn của súng. $15 buy-downs, they come in handy.
They don't work for regular targets, but your look at your target. The little That works better this way. Yeah, it does. And the focus not. Just enough power so you can see the impact on the target, but not on a plate target. No, yeah. But very handy for that much. It weighs to bring mine a little bit bigger ones. Yeah, or get a little bit bigger ones, but you know. Oh, they bought it this way. I don't need that because my scope is fine. Yeah, exactly. Yeah, yours is 60 probably, yours is more than mine. Xã mình nhắm mục tiêu chính xác hơn mình. Mình bắn thì không có chính xác nhiều bằng ông xã. Mình bắn chúng dưới 50%. Mình nghĩ mình cần phải đi bắn thêm nhiều lần nữa để tập dần khả năng bắn của mình. Rồi. Giờ mình đi lên mình check coi mình bắn được chúng bao nhiêu viên nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên chỗ cái tâm để mình xem con mình bắn trúng được bao nhiêu viên nha quý vị. Quý vị thấy đường từ chỗ bắn lên đến cái tâm rất xa, chỗ cái mục tiêu bắn rất xa. Đi cũng phải vài phút mới tới. Bắn 20-30 viên mà sao nó vô đâu, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Còn mình đi đâu hết trơn kìa. Đi qua bên của Bì. Đây nè. Quý vị thấy không, mình bắn 30 viên mà trúng có 13 viên thôi. Trang bắn coi như có 43% à. Cần phải dợt thêm nữa rồi. Rồi xong, xuống nha. Xuống nha. Bây giờ mình chuyển qua dợt bắn súng ngắn nha quý vị. Cây súng mình đang dùng gọi là cây súng revolver. Tiếng Việt là cây súng lục. Don't be soft with it. Quý vị đoán thử xem cây súng này chứa được bao nhiêu viên đạn nè. Bảy viên rồi. That's what happens to mine. The little one. Yeah, because when you pull the hammer back, you gotta let it. But it wasn't the first one. I don't even use that. It's like the third or fourth. These are cheap. Maybe it doesn't like these. These are cheap. Yeah, that's why. We've got her Smith and Wesson over here. We're gonna Are you done? Okay. Now you're done. Put it on special. Yeah. Yeah, I'm gonna try it. 357. Bây giờ mình sẽ đổi qua xài loại đạn mạnh hơn là loại đạn 357 và mình sẽ thử bắn 4 viên. They always want to call me.
guys. My supervisor did not have any idea. I don't even like that. Since it's your guys' first time, here's some targets to see where you're actually. Oh, cool. Thank you, man. I appreciate it. The goal of every time to be. Cây súng ông xã mình đang dùng để dợt bắn là tên gọi là cây pistol. Mình không biết tiếng Việt thì gọi là súng gì. Mà súng này thì phía Nam thích xài hơn là cây revolver của mình. Cái pistol này đạn của nó rất mạnh và nó bắn cũng dễ sử dụng hơn là cây revolver. Are going high. Yeah. So I tried going lower, but I don't know. Còn đây ông xã mình lại chuyển sang dùng cây súng revolver của mình, mà anh ấy hình như dùng đạn 357. Bây giờ mình chuyển sang thử cây súng thứ tư. Cây súng này gọi là cây shotgun. Tiếng Việt có thể tạm dịch là cây súng săn. Thì súng này nó xài đoạn đạn mạnh hơn nữa. Và khi bắn ra thì đạn nó bung ra thành nhiều viên đạn nhỏ. Thường thường dùng để đi săn. Mình rất thích dùng cây súng này. Vì bắn mình cảm thấy rất là powerful. Tức là rất mạnh, rất mạnh. Nhưng mà có điều phải tì cái bán súng vào trong cái vai á, thì khi đi bắn về á, thì cái vai bị bầm tím luôn, cho nên là mình không có sử dụng, mình không có bắn. Quý vị thấy không, mình phải tì cái bán súng vào cái bả vai, phải giữ kẹp nó thật chặt để nó chịu ở đó, để cho đừng có cái súng đừng có bật ngược lại đó. Như vậy thì bả vai rất là đau. Lần này mình không giật cái súng này, nhưng mà có thể lần tới mình sẽ giật lại thử. Quý vị cho mình xin ý kiến, trong bốn loại súng, bốn cái súng này thì quý vị thấy thích loại súng nào nhất nha. Mình cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Nếu lần tới mình có đi bắn súng, tập bắn súng nữa thì mình sẽ quay lại và post lên cho quý vị xem tiếp ha.